Hello, chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Mì Ăn Rừng Núi của mình nha. Bây giờ các bạn mời các bạn xem cảnh cảnh anh em lồm keo trong thời tiết mưa bão này. Đây này. Trời, bên đây mưa to lắm. Anh em bóc keo từ hồi sáng mà giờ thấy người mừng quá run hết trơn rồi kìa. Anh bốn này. Trừ nó bóc tè nó tùy mấy anh em rồi, trời mưa như đây mà anh em bóc hết luôn đi. Keo ở trong cái giọt vải này. Đó. Xe đường Max xinh nữa. Bóc đẹp trẻ thì người gì ăn trưa nữa chứ. Trời mưa không nên uống rượu nghe. Ừ mặt. Mưa to quá, ở dưới kia là suối rồi. Đây hồi sáng là mình không đi review kịp, xe mấy cái sình lại lội lâm các bạn. Đoạn này xe hồi sáng chạy xuống túc kia này luôn và lội lội lên lại. Xe hồi sáng mắc xình các bạn. Rồi bây giờ xe chuẩn bị di chuyển các bạn nha. Đã bóc keo đây chừng này cỡ 15 tấn các bạn. Bởi vì keo trong hôm nè. Giờ này mình kéo tời đó. Chết chân á, dây tơ nó bị mòn hết rồi. Hả? Kéo đi. Cho nó bánh xe nó. Rồi bọc xe chuẩn bị nha. Vô tời. Vô tời can rồi các bạn. Quá.
trời nữa. Dính sình nhiều quá nè, quá thằng kem vô cho nhiều vô. Sót như cầm cầu dính luôn kìa, không dính cái bí nữa luôn á, dính cái bí luôn. Quá luôn rồi. Trời ơi. Hử hử hử. Mát hết cái ai nè, buồn rắc nè. Các bạn xem cái nỗi vất vả của anh em làm keo. Về xe mát. Gần một nửa bánh xe. Anh em đang xử lý. Đấy. Kể đi. Đây các bạn xem nè, bây giờ xe bị đúng sình rồi. Giờ anh em nỗi vất vả của anh em nè. Giờ phải xử lý. Đắt bỏ cây vào. Máy tắng này chắc đi không được luôn á. Lại Máy máy mà gọi lên em 5 triệu 4 sáng nhé, rồi đúng rồi, đúng đông.
thường tôi nhớ. Lên được không các bạn? Con giọng thế trong này kinh khủng. Quá mạnh à. Chặt. Chặt cay mất. Nguyên một hộp lưu sinh lại bươi đắt tùm lum luôn. Được luống thêm nữa. Xe cái động. Chép anh em lao động không? Xì cái đầu mất rồi. Kéo hèo luôn. Từ thẳng vô từ chéo rồi. À, đi không được. Kinh. Bên kia sau rồi kìa, bên kia xuống đất rồi. Ngõ mày cày luôn không nổi.